Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và hôm nay thì mua bán xe cũ sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn một mẫu sedan hạng D Và để nhận được các thông báo mới nhất từ kênh mua bán xe cũ thì anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh Cũng như là nhấn chuông theo dõi để nhận được các thông báo sớm nhất từ kênh mua bán xe cũ Và chiếc xe em muốn giới thiệu anh chị và các bạn ngay lúc này đó là một chiếc xe Mazda 6 Phiên bản máy 2.0 sản xuất là 2017 Xe có ngoại thất là màu trắng làm bánh với quãng đường là 52.000 km. Mọi chi tiết của chiếc xe còn giữ được trong tình trạng nguyên di nguyên bản, cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ. xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao trách test toàn quốc các bác nhé. Xe đăng ký biển Hà Nội. Các chi tiết của chiếc xe thì chủ xe rất là giữ gìn, chăm chút cẩn thận nên mọi chi tiết vẫn giữ được trong cái tình trạng là hoàn hảo. Và giá chiếc xe hiện đang giao bán cho các bác với mức giá là 690 triệu còn thương lượng và xe có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Để rõ thông tin cụ thể thì các bác hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ hỗ trợ các bác đầy đủ thông tin và rõ ràng nhất. em sẽ mời các bác đi qua tham quan chi tiết cụ thể về chiếc xe này để thấy cái được cái độ đẹp của chiếc xe. Ở phần đầu xe nổi bật là các chi tiết cụm đèn hậu, à, cụm đèn chiếu sáng cũng như là các chi tiết mặt ca lăng rồi là cảm biến Phần mâm thì trang bị mâm đúc hợp kim 19 inch Đấy, Các chi tiết sơn si của chiếc xe thì còn rất đẹp ạ Đấy em quay tổng quan cho các bác đã thấy Xe thì là một dàn hốp Michelin rồi Đi trong phố thì cực kỳ êm ái Ở đuôi xe thì nó nổi bật những cái chi tiết cụm đèn hậu Cũng như là cám đùi rồi là cảm biến đùi à, Lipo thể thao hai bên, ống xả hai bên và đây là các chi tiết về cái phần nốt sơ cua em sẽ mở lên để các bác cùng tham quan. Nốt sơ cua còn rất mới các bác nhé. Đấy, các bạn thể thấy. Chiếc xe này chủ xe rất là giữ gìn. Cẩn thận bảo dưỡng định kỳ nên các bác có thể mang ra hãng qua lại học gara chỉ định để kiểm tra. Để thấy được cái độ đẹp của chiếc xe này. Và em sẽ mở cho các bác cùng đi tham quan chi tiết cụ thể về cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe. Để thấy được cái độ rộng rãi cũng như là cái sự... Uh, sang trọng Đấy, các chi tiết mầm chủ xe rất là đi rất là cẩn thận giữ gìn nên không hề có hiện tượng xước sắc gì cả về nội thất thì nó chung là bọc ra các chi tiết bọc ra úp uh, cũng rất là đẹp ạ chủ xe đã trang thêm bị thêm một nốt thảm trải sàn 5 d rồi Đấy, các bác có thể thấy qua chi tiết này ghế rất đẹp ạ à. các chi tiết ghế vẫn còn căng mọng có trang bị uh, bệ tí tay cũng như cửa gió điều hòa hàng, ghế thứ hai và bây giờ sẽ mời các bác cùng đi tham quan về phần cánh lái để có những xem có những cái gì nhé ở phần cánh lái thì nó có trang bị các phím lên xuống kính rồi chỉnh gương khóa kính và có trang bị hệ thống giải trí loa bâu cực nghe âm thanh thì cực kỳ hay rồi có trang bị nhớ hai vị trí ghế lái và ghế phụ chỉnh điện Đấy. các chi tiết ghế thì trang bị ghế da thể thao ngồi rất là ôm lưng và thoải mái khi di chuyển trên đường và đây là có trang bị cửa sổ trời nhé các bác nhé các chi tiết em quay rất là rõ để cho các bác có thể thấy Xe thì nó có các tính năng rất là nhiều Được tích hợp để trải nghiệm thì các bác hãy qua địa chỉ Là 549 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội để có thể lái thử nhé Vô lăng bọc ra tích hợp các phím điều chỉnh chức năng Gửi số vô lăng Rồi các chế độ lái đầy đủ trên công nghệ trên chiếc xe Mazda 6 này Đấy, phanh tay điện tử rồi là các chế độ lái em quay cho các bác thấy chiếc xe này nó quay về là mới về cửa hàng thôi em quay mộc lên để cho các bác thấy luôn đấy chứ chưa hề dọn dẹp gì đâu ạ đấy, khi các bác ưng rồi thì em sẽ mang cho đi dọn dẹp và spa qua lại để cho nó trở về cái hiện trạng mới nhất có thể để bàn giao tới các bác và đây là cái khung gian khoang máy của chiếc xe xe thì sử dụng khối động cơ máy 2.0 kết hợp số tự động cũng như có các chế độ lái để các bác có thể trải nghiệm trên mọi cung đường các chi tiết, mọi chi tiết vẫn còn giữ được trong tình trạng hoàn hảo. Và chiếc Mazda 6 phiên bản máy 2.0 hiện đang sản xuất 2017 hiện đang được giao bán cho các bác với mức giá là 690 triệu còn thương lượng và hỗ trợ giá khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình. Để rõ thông tin cụ thể các bác hãy liên hệ em nhé. Em sẽ gửi chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo và có hỗ trợ trả góp cho các bác lên tới à, 70% giá trị xe. Và vừa rồi thì kênh mua bán xe cũ đã cập nhật cho anh chị và các bạn. Và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ.